sinh trong gia giáo. Tại vì ta không lối đạo nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu gian dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ. Một trời giăng giăng tim tim cuộc liêm chỉ còn hờn bóng trong là con phải rời khỏi nơi này. Lâu quá tôi mới gặp cậu. Một lát nữa con Linh nó về mà nó gặp cậu nó mừng lắm mà nha. Ủa Linh, sao hôm nay con về sớm vậy? Có cậu Năm tới nè con. Ma, cậu Năm. Linh, con khóc hả? Có chuyện gì vậy con? Ma, ma ơi, con khổ lắm mà. Nhưng mà chuyện gì con khổ? Nói cho má nghe để má lau nước mắt cho con. Má để mặt con đi. Ủa, sao sao con lại hất hủi má vậy hả Linh? Má sanh con ra làm gì? Để cho họ khinh con chứ. Con bình tĩnh. Bình tĩnh nói cho má biết đầu đuôi câu chuyện đi con. Má biết cũng vô ích thôi. Con đi liền, con đi ngay bây giờ. Con đã chán ghét tất cả rồi. Con đi đâu? Con đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn để làm cái gì? Ủa, sao con Linh nó lại tính xuống Sài Gòn làm gì mà nó xếp quần áo vậy? Cháu về Sài Gòn để không ai còn biết lai lịch của cháu. Cháu muốn mọi người coi cháu làm cô gái Việt hoàn toàn, chứ không phải làm cô gái Lai nữa. Cháu tuy là con Lai, nhưng mà cậu thấy nè, cháu giống gái Việt nhiều hơn. Họ không biết nguồn gốc của cháu thì họ có thể tin cháu là gái Việt. Ủa, cái gì mà kỳ vậy vậy? Chị cũng chưa biết nữa. Cháu Linh. Dạ. Con không thương má cháu sao Linh? Cậu, cháu thương má, nhưng có nhiều người họ đâu có thương cháu. Má, má ơi, tại sao má không thể lấy một người Việt chứ? Con ơi, má, má. Chị Hai à, tại sao từ lâu rồi là chị cố tình giấu giếm nó, không nói rõ cuộc đời vô phước gian truân khốn khổ của chị cho nó biết chứ? Không phải chị muốn giấu nó, mà thật ra thì chị không muốn nhắc lại cái dị dạng đau buồn đó nữa em. Tôi thấy cần phải cho con Linh nó biết, để nó không làm cho chị phải khổ thêm nữa. Linh, con hãy nghe đây nè. Trước kia ma con là một cô gái dịu hiền, đoan trang đức hạnh. Vì sớm mồ côi nên phải đường đời lăn lóc đi làm thuê ở mướn. Còn cậu thì bé dại ngu khờ đâu có biết. Số má bay chẳng may làm bồi cho lão thực dân háo sắc dâm loạn. Hắn cưỡng hiếp má bay bỏ xuống tàu về nước, bỏ lại thân gái một mình với một quan. Làng xóm cười chế, má bay phải bỏ đi đến xứ người mà ở, ngậm đắng nuốt cay để nuôi con khôn lớn đó Linh à. Má, con, má ơi, con xin lỗi má. Má ơi, trước kia con tưởng chỉ có đồng bào của má chẳng ưa con, nhưng con nào ngờ con còn học được bài học chua cay. Vì con cũng bị người đồng chúng của cha con khinh miệt. Thử hỏi trên cõi đời này con có chỗ nào không bị khinh bị ghét?
thấy con được sống với tình thương mà quên hết nỗi đau say rứt tâm mà phận mình cũng một kiếp người trên nhân thế, sao gặp những ê chề tuổi nhục đắng cay. Con ơi con đừng bỏ má ra đi, ở lại đây giàu gì cũng có con của mình. Xứ lạ đường xa lạc loài thân thể, má làm sao yên sống. Linh ơi con nên thương, đời của má con nỗi chìm trong gian khổ điêu linh. Cả tuổi thanh xuân chưa một ngày vui trọn cho thân, chỉ biết là tất cả gì còn biết chi vui sướng riêng mình. Tội cho má con đành cán mê chiều, má hồng phận bạc nên con bỏ đi tạo dựng tương lai cho mình. Con ơi đời má lao đao nỗi chìm lượt, nhưng mà vẫn ngậm đắng nuốt cay, cam chịu bao điều tủi nhục để dưỡng dục con khôn lớn nên người. Con là điểm tựa, là chiếc phao cho má sống trên đời. Nhớ mười mấy năm về trước, trong đêm mưa gió, má bầm con ngồi bên hiên nhà của một kẻ giàu sang. Má muốn cho con rồi liều thân tử dẫn cho sống, nhưng con lại nhuyễn miệng cười bập bẹ kêu tiếng má. Ôm con vào lòng mẹ nghẹn ngào nức nở, dẫu thế nào má cũng không thể rời con. Làm sao chịu đựng được nỗi ô nhục này? Xa làng quê ôm con để đến nhờ nơi đây, những ngày gian nan dài gió dầm mưa cho đến bây giờ chưa tròn niềm. Linh con ơi, má con muốn nhắc con nên nhớ là qua những ngày gian khổ nhìn con chưa kịp thoa, thì từ đâu bão tố xảy đến cho thân cây già cỗi khổ đau vì nhánh non phải lìa cội xa cành. Rồi nhựa sống trong cây sẽ chảy tuôn dần, mà con sẽ như cành khô gục chết, cậu có thương cũng chẳng biết phải làm sao. Cảnh khổ nghèo lại một vợ năm con, tình máu mủ làm cho tim cậu nhói đau xé thắt. Con không biết tại sao thương đế lại bất công như vậy, chỉ gieo rắc đau thương cho những kẻ như mình. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Dạ 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 kính chào ông quản lý. Cô Linh đâu rồi? Có chuyện gì vậy cậu? Ông chủ bảo tôi lại nói với bà chuyện cậu Phan So yêu cô Linh á, ổng đã hay nên quyết định cho cổ thôi việc và phải rời khỏi nơi đây. Trời ơi, tai họa lại đến nữa rồi. Nhưng mà dù sao thì mấy người cũng phải để cho người ta thu xếp chứ. Khỏi thu xếp gì hết á, cái đâu?
Anh em tới đây dọn hết đồ đạc cô Linh ra cho cô thư ký mới về ở rồi. Trời ơi, trời ơi, thật là nhục nhã mà. Má, cậu Lâm Vinh bị Linh, Linh không kìa. Chị hai, chị hai. Con cái nhà ai mà khuya thế này lại ngồi cúng giếng một mình cả. Được được, đêm nay mình có mồi nhậu rồi. Chào người đẹp. Ơ kìa, ông là ai mà tại sao xếp sòng du đảng khắp khu này hả? Nè, ngoan đi, anh cho tiền xài, em sẽ là bà xếp ở nơi đây. Ngoan đi. Ông ơi, tôi lại ông mà ông tha cho tôi. Nè, tôi còn có quần áo trong giỏ này, ông lấy đi rồi ông tha cho tôi. Tôi lại ông mà. Quần áo hả? Không cần quần áo, chỉ cần có em thôi. Cần có em thôi. Bà, lại đây. Bà, tay cứu giúp tôi bà. Đừng la. La chỉ uổng công thôi. Giờ này chẳng còn ai cứu em đâu. Lại đây với anh. Thân hình đẹp đẹp quá. Tôi ông ơi. La hả? La nè. Trời, hình như có người bị hại. Dừng xe lại. Mẹ đó, thằng nào đến bất tử vậy cả? Mình phải cho nó biết tay mới được. Chết mẹ, trên xe tụi nó nhiều người quá. Không xong rồi, chuồn mau. Cô ơi, tỉnh lại đi cô. Cô ơi. Buông ra, buông tôi ra. Kìa, sao cô lại đánh tôi? Tôi không phải là tên du đảng hồi nãy, mà tôi đến đây để cứu cô mà. Cô đứng dậy đi. Ông cứu tôi hả? Phải. Xin lỗi ông nha. Thôi cô lên xe đi, để chúng tôi đưa cô về. Kẻ bọn nó kéo đến đây thì nguy lắm đó. Nhưng mà tôi không có nhà. Cô không có nhà? Dạ. Tại sao vậy? Ông ơi, tôi chỉ là một cô gái nhà quê ở một nơi xa xôi lắm. Nhưng vì nghịch cảnh trái ngang nên gia đình ly tan, nên đành phải lang thang trong kiếp sống đơn côi. Dầu dài phong sương ru giấc ngủ gian đường, ngưỡng cửa tình anh mẹ tôi hiện lên khóc than cho số phận, đành nuốt lệ sầu thương lệ kiếp sống trên đường trần. Giờ biết phải về đâu, ở nơi đâu gửi phần bạc má hồng. Thấy hoàn cảnh của cô tội nghiệp quá. À nè, cô tên gì vậy? Dạ tôi tên là Thùy Linh. Ơ, không phải, dạ Thùy Dương. Ơ, không phải, dạ Thùy Hương.
Thùy Hương. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cô tá túc ở nhà tôi đêm nay, rồi mai sẽ tính. Lên xe đi cô. Dạ, dạ cảm ơn ông. Cho xe chạy đi bác Tài. Cô đứng đây cô chờ một chút xíu nha. Bác sĩ ơi, cô ấy đến rồi nè. À, cô Thùy Hương đến phải không? Dạ. Mời cô ấy vào. Dạ, dạ chào bác sĩ. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ. Bái nè. Dạ. Có ai hỏi tôi à, cô bảo tôi đi vắng hay chưa? Dạ thưa bác sĩ, nhưng... Dạ mà xe hơi của bác sĩ còn đậu ở trước cửa nhà mà. Thì nói xe hư, tôi đi làm bằng taxi. Dạ, em hiểu rồi. Mời cô Thùy Hương ngồi. Dạ. Dạ thưa bác sĩ. Bác sĩ cho gọi tôi đến có việc chi à? Tôi thấy cô chưa có nhà ở cho nên có ý giúp cô. Thưa bác sĩ, nếu hôm đó không nhờ bác sĩ kịp thời giải nan thì tôi đã tan nát thân quan vào tay của gã lừa manh. Tôi vui vì bèo nước được gặp nhau, mong rằng tình giao hảo bền lâu. Chúc thân lưu lạc có đáng gì mà ông phải nhọc lòng giúp đỡ cho em nơi trú ngụ, thật lòng em chẳng yên tâm. Dạ, xin phép bác sĩ. Khoan đã, Thùy Hương ơi. Dạ, bác sĩ dạy chi à? Nếu tôi nhốt cô ở đây thì cô nghĩ sao? Thưa bác sĩ, nếu cần thì em sẽ vượt qua cửa kính kia để thoát ra ngoài. Như vậy là sẽ bị thương rồi còn gì? Dạ thì đã có bác sĩ chịu trách nhiệm về những vết thương đó. Nếu để khỏi gây thương tích, tôi nhốt con chim xanh vào trong cái lòng, cái lòng ngực này thì sao? Dạ thì... Ủa? Sao em cười? Tại vì trong cái lòng nhỏ bé ấy có lẽ đã có nhiều con chim xanh khác rồi. Em chỉ xin bác sĩ buông tha cho con chim nhỏ lạc rừng này. Nó đang run sợ giữa ánh sáng quyến rũ của đô thành trắng lệ nhưng nhiều cạm bẫy. Thùy Hương ơi, anh đã chân thành bày tỏ mà sao em cứ vô tình và tỏ ý hoài nghi, hay là con chim xanh đã có đôi nơi khác rồi? Dạ thưa bác sĩ, không thân bằng quyến thuộc, cũng không có ai ràng buộc. Em đang sống trong cảnh tự do và tự tạo lấy ấm no cho mình. Vậy thì tại sao em lại chối từ một tấm tình tha thiết? Tôi dâng tặng với chân thành và chẳng ai có quyền ngăn cản. Vì em sợ cảnh ông chê bướm chán, đời qua chỉ có một mùa xuân, em không muốn rơi vào cảnh thương tâm.
ngoài công danh sự nghiệp kiến tạo tương lai đi bao đền ơn nuôi dưỡng của người chú ruột, tim tôi chưa hề mở cho hương tình yêu dù chỉ một thoáng nhẹ trong hồn. Mà tơ hồng nguyệt lão khéo xin anh cảm tạ thượng đế thiên liên đã tạo cho anh ngày gặp gỡ. Em cũng như anh lòng bâng khuâng thương nhớ nhưng thương để mà thương chứ chuyện yêu đương em sợ sẽ không thành. Sao không thành? Vì anh là một bác sĩ có nhiều tương lai, thiếu gì nơi xây đắp lửa hương khi em chỉ là hoa lạc giữa buồn phong. Hương ơi đang vui sao em lại nói những câu sầu ly biệt cho đau thương quằn nặng tim mình. Vì em sợ tình yêu mong manh như sương khói sẽ tan dần theo cơn gió nhẹ thoảng đưa mình. Âm thầm trong cảnh gió mưa lạnh lùng. Anh Tâm. Thùy Hương em. Dạ thưa bác sĩ. Dạ xin lỗi. Dạ có cô Thúy Lan muốn gặp ông đó. Ra nói tôi đi vắng. Dạ thưa nhưng mà. Rồi cổ đã vào tới rồi. Bác sĩ đâu? Ở kìa anh Tâm. Em biếu anh chậu phong lan ba em mới đem từ Ban Mê Thuộc về đó. Ủa xin lỗi, ai đây? Đây là cô Thùy Hương, một người bạn gái mới quen. Còn đây là Thúy Lan. Dạ chào cô. Hân hạnh được biết cô. Cô mới quen với bác sĩ phải không? Dạ tôi mới quen được có vài tháng nay. Mới quen mà đã được vài tháng? Ủa sao tôi không gặp cô? Tôi ít đi đâu, ngoài giờ đến phòng bạch giúp việc cho bác sĩ. Giúp việc cho bác sĩ? Dạ. Kín đáo quá. Hèn chi tôi không biết gì cả. Thùy Hương thường có mặt tại phòng mạch của tôi, còn Thúy Lan là ít khi tới phòng mạch cho nên hai người không có việc gặp nhau. Kính đáo quá xá mà gặp nhau sao được. Bây giờ đã biết nhau rồi thì là bạn cả ha. Bạn sao được nè, sao anh lại hạ thấp giá trị của em ngang hàng với cô kia là Ngọc Diệp Kim Chi dòng dõi của nhà giàu. Chớ em đâu phải người làm công ngày hai buổi kiếm cơm. Tôi xin cô đừng chà đạp lên nhân vị của một con người sống lương thiện tay làm hàm ngay đổ giọt mồ hôi. Thôi chớ nên gây lộn làm căng thẳng thần kinh, phản nói cho phần mình. Phân minh làm gì với kẻ đáng khinh, họ phải biết phận hèn đâu có xứng với anh. Hãy nên nói thật, thuốc đắng thì đã tận, có phải gì không cô? Phải thì cứ chịu nè, đừng có giở trò e lệ. Thúy Lan. Thưa bác sĩ, em xin phép em đi về. Vậy chào bác sĩ. Kìa Thùy Hương, sao lại đi? Đi là phải chứ, anh quên địa vị của anh là một chủ nhân sao? Thùy Hương cô hãy ở lại đi, tôi còn có chuyện quan trọng cần bàn với cô bây giờ. Em cũng có chuyện cần bàn với anh cứ cho cô ấy về đi. Dạ, xin bác sĩ đề nghị khác. Thùy Hương ơi, hãy ở lại nghe anh hỏi đây nè. Anh là chủ, em là khách, anh nên cho người làm công rút lui để em tiếp khách mới phải chứ. Nè, cô kia, tôi cho phép đó, cứ về đi. Dạ chào cô, dạ, xin chào bác sĩ. Khoan, Thùy Hương. Anh Tâm, anh phải đuổi con đó ra khỏi nhà này lập tức, em không muốn thấy mặt nó nữa. Thúy Lan cô ăn nói bừa bãi quá. Anh xem nó hơn em được, nếu anh không đuổi nó về thì tôi về. Kìa, anh nói đi, không nói hả? Tôi về cho coi. Dạ thưa bác sĩ, có quan đốc phủ tới. Dạ xin phép bác sĩ tôi về. Thùy Hương cứ ở lại đi. Dạ thưa chú mới về. Dạ chào ông. Để em giới thiệu, đây là đốc phủ sứ hồi hưu, chú ruột của anh. Dạ thưa chú, đây là em Thùy Hương, hồn thề của cháu đó. Ê kìa, sao nói kìa vậy?
hôn thê của cháu hả? Dạ, dạ cháu xin lỗi chú. Đang lý ra việc hôn nhân, cháu phải bập qua với chú. Nhưng đường quá xa xôi cách trở, mà cháu thì công việc quá lu bu, xin chú thương con đại xá dục tình. Chú phải đầu cổ lỗ như người, cháu đã lớn rồi thì cứ tự do. Chú chỉ thấy việc này có hơi lạ, vì trước kia cháu với Huy Lan, nay lại sao đính ước với cô này. Như vậy là phải có lý do chứ. Cháu với bác sĩ Tâm chỉ là nghĩa bạn bè, kết quả chưa biết là tới đâu. Ủa? Dạ, tại chú nói đột ngột quá làm em Hương ngượng đó. À, thôi mà chú vô phòng nghỉ ngơi tắm rửa. Bé à, lo pha nước cho ông tắm đi. Dạ mời chú. À, khoan, khoan cái đã. Sẵn có cô đây, chú muốn bàn với hai cháu cho nó rõ ràng. Vì hôn nhân á là trọng đại, chú cho cháu tự do là tự do theo ý mình làm điều phải kìa, chứ không phải tự do rồi tự ý ngông. Để làm bậy làm càng theo tiếng gọi con tim, không cần nghĩ đến lễ giáo gia phong. Thì cháu đây là một người xinh xắn dịu hiền, có dáng con nhà lành hơn cả Thúy Lan. Cưới vợ cho con chú không câu nệ nghèo giàu, nhưng cháu chớ quên là nhà mình nề nếp nho phong. Cháu giàu phải được sanh ra bởi một bà mẹ hiền, và có một cái dĩ dáng trong lành đó, như thế thì chú mới yên tâm chứ. Thưa chú, em Thùy Hương có một gia thế đàng hoàng, cháu biết rất rõ ràng, cháu không có gì che giấu. À, như vậy thì quá tốt. Chú chỉ nhắc cấm kỵ của nhà ta là tuyệt đối không nhận những đứa con này. Kìa kìa, em sao vậy em? Em không không, em không sao, em chỉ bị nhức đầu chút xíu. À vậy à. Tâm à, chú phải nhắc nhở để cháu lưu tâm nha. Vì cháu đừng quên, hiếm cháu vì ai mà chết. Ba cháu cũng bị Tây bắn chết, cháu có nhớ không hả? Dạ con luôn luôn vẫn nhớ. Cháu đâu có ưa gì bọn Tây. À Thùy Hương ơi, em thấy như sao? Theo em thì Lai cũng có người tốt người xấu chứ anh. Theo chú thì bọn Lai không ai tốt đâu. Thôi chú vào trong để tắm rửa nghỉ ngơi. Thùy Hương ơi, tự nhiên sao mặt em xanh lét vậy? Vào trong anh lấy thuốc cho em uống nha. Em không sao đâu, em chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Em lo vì những lời chú nói phải không em? Em yên tâm đi, ngoài vụ ghét con Lai á, việc gì chú cũng dễ hết trơn nha. Thôi mình đi nghe em. Ai mà lấp ló ngoài cửa vậy cả? Bà kia dòm ngó gì đó? Ồ rình đây không có ai đặng vô cấp đồ hả? Dạ thưa cô, không có đâu cô. Tôi không có vậy chứ đứng đây làm gì? Dạ tôi muốn tìm người quen. Tìm người quen? Nhà này bà nhắm có ai quen với bà? Có phải bà là má của anh tài xế không? Dạ không phải, tôi muốn tìm cô Linh. À không không, cô Hương. Cô Hương đó cô. Rồi bà gặp cổ để làm gì? Xin tiền hả? Thôi đi đi mẹ. Trời ơi má tôi. Kìa kìa chị Bảy. Bảy là bà vú của tôi đó. Trời ơi, hèn gì, thấy ăn mặc là biết liền. Phải mà, tôi là bà vú. Bà vú của cổ đó cô. Thôi hai người nói chuyện với nhau đi, tôi đi vô. À trời ơi má, sao má lại tới đây? Má về Sài Gòn.
ở nhà cậu mợ con ở bên Thủ Thiêm được mấy tháng rồi, má nhớ con, má đi tìm khắp nơi. Mai gặp anh Nhã, anh cho biết là con đang làm việc ở đây và đổi tên là Hương. Má à, thôi má về đi, vài hôm nữa con qua Thủ Thiêm con thăm má. Con cho má đứng đây giây lát, rồi má sẽ đi liền mà. Nhà vắng quê không có ai, con sợ gì mà dối dàng xua đuổi má vậy con? Má, má ơi, má đừng nói gì vậy mà. Con ơi, lúc con bỏ đi thì má cũng bị đuổi, trở lên đô thành tìm con bữa đuổi bữa. Lẩn đẩn năng xương cô kêu lấy những ngày còn lại đi tìm sương sông. Con ơi, má hiện nay như ngọn đèn trước gió, gặp gỡ hôm nay rồi biết có ngày mai hay vĩnh biệt. Sau này mẹ con không gặp nữa, con nghĩ suy đừng trách má đã hại đời con. Bị lỡ vợ tình đầu trong lúc tuổi thanh xuân, bỏ xứ lìa quê mới mang điều nhục. Biết cô quan tài nếu ma pha đi là xong việc, nhưng thương giọt máu mới tưởng hình nuốt nhục nuôi con. Má, con biết là má thương con, nhưng tà má đừng sanh con ra có lẽ là tốt hơn. Con ơi, sao con nói vậy? Bộ có chuyện gì nữa sao con? Không, không có gì đâu. Thôi má về đi, để chủ nhà thấy là không tốt đâu. Con ơi, má về đi. Bảy ơi, bảy mở cửa, mở cửa bảy ơi. Ủa, cô còn ở đây à? Làm gì mà lén lén lúc lúc vậy? Con mẹ này là à, bà là vú nuôi của tôi đó. Vú nuôi à? Thấy bà vú nuôi của cô á là biết tiền thân của cô làm sao rồi. Anh Tâm thật là một kẻ mù. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói cô xuất thân vốn dông dòng hạ tiện, lập kế vô đây để mua đồ chiếm đoạt. Bác sĩ ngu khờ mới nhắm mắt lầm tin. Thật là xấu hổ cho chúng tôi, cô dựa vào đâu mà nói những lời kia? Chỉ nhìn bộ tịch lo lắng là tôi biết ngay à. Nè, nếu chẳng có gì sao đến lúc ở đây vậy? Tôi ra đây là vì vú nuôi của tôi. Bà bần hàng sơ sát, tôi không muốn cho bà gặp ai. Vì vậy cô muốn giấu giếm để chứng tỏ cô cũng giàu đẹp như ai thôi. Nhưng cô đừng có hòng che mắt được tôi. Gốc mà muốn leo thang, đĩa mà đòi đeo chân hạ. Cô kia, cô không được nhục mà người ta. Dòng sông Đồng Nai nửa trong nửa đục, sao không ai sỉ nhục con sông? Và nước sông Đồng Nai đã giúp cho đời Ô Trọc được sạch trong, nhờ nước Đồng Nai mà có cây tươi mà. Chúng tôi chẳng may sinh ra trong kiếp người nghèo khổ, nhưng vẫn cùng cô chung dòng giống quê hương, chung lòng đất mẹ là Việt Nam yêu quý muôn đời. Cô lại đi hạ nhân phẩm của một con người? Cô giàu sang nhưng cô đã giúp cho ai? Hay chỉ biết kêu căng tự phụ, sống bám mẹ cha rồi ăn hại chồng con? Đồ mỏi rỡ ấy tuổi nào. Cô ơi, xin cô đừng mắng chửi, cô tôi chỉ đau xót binh vực cho tôi. Cô à không, cô Hương, tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
Tôi không muốn vì tôi mà mộng ước tương lai của cô phải gian dở lỡ làng. Tôi đi. Ủa, sao đi lẹ vậy? Chưa bàn tính gì hết mà. Khoan đi đã. Chú ơi, anh Tâm ơi, ra đây mà tiếp bà vú của cô Hương nè. Thùy Hương, ai vậy? Trời ơi, con đã nói rồi, con khổ lắm mà. Bà ơi, bà đi đi, bà về đi. Dạ. Để tôi đi. Tôi đi liền. Vĩnh biệt. Mà cô Thùy Hương kêu má vậy hả? Thì cổ bảo là bà ấy là chú nuôi của cổ đó. Hả? Chú ơi, chú làm ơn điện thoại dùm xe cấp cứu đấy ngay. Làm ơn dùm. Để em gọi cho. Má ơi, đừng gọi xe cấp cứu. Không kịp đâu. Cho tôi xin nói ít lời với con tôi. Trời ơi, chị hai. Em đã nói rồi mà, nhưng mà chị đừng có đi mà. Cậu Năm, con ơi, con đây nè má. Con ơi, con hãy nghe má nói. Sau khi mà rời khỏi dương trần, con chớ đau nương cậy với cậu Năm. Chị ơi, trời ơi, chờ đeo đuổi chỗ giàu sang, bởi họ chỉ là cấm bướm dần qua. Trước khi dính biệt má có mấy lần. Chị hai, chị nỡ nào bỏ em bỏ con dễ mà đi. Chị hai, lỡ lầm mang khổ hận, bỏ con thật chẳng đành. Má ơi, má anh Thiên. Ai? Anh Thiên cũng nói vậy hả? Hả? Cái gì? Ông tên là Thiên à? Vĩnh 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 Hải. Mọi người Hải. Cậu Năm ơi, bác đã tắt thở rồi. Trời ơi, má ơi. Thùy Hương, trời ơi, Thùy Hương xỉu rồi. Kìa, mấy người cho tôi hỏi nè. Tôi muốn biết tại sao chị tôi tới đây rồi lại đâm đầu vào xe chứ. Có phải mấy người đang hiếp chị tôi không? Ai biết bả là gì mà ăn hiếp chứ. Còn muốn biết thì hỏi cháu ông đó. Lúc nãy tôi thấy gặp bà lão đó, cô Hương cũng không có nhận bả là mẹ. Không biểu bả đi mau đó mà. Đó, bả bị con bả xua đuổi nên bả tủi hổ đâm đầu vào xe chứ ai làm gì. Linh, tại sao mày không nhận mẹ chứ? Nè, đừng có khóc nữa. Mày đã xua đuổi mẹ mày, còn khóc lóc cái gì nữa. Trời ơi, tao đã 5 lần 7 lượt nói rõ cái cuộc đời gian truân khổ hạnh của má mày, tại sao mày không chịu hiểu? Cũng vì lời đường mật của một tên Sở Khanh đốt mặt mà kết quả như vậy đấy nè. Trời ơi, cái thằng Thiên, cho má, tao đập mày, tao giết mày. Ủa, sao chửi tên Thiên hoài vậy hả? Mày, chú mày chưa biết danh của đốc cũ Thiên này sao chứ? Sao lại chửi hoài vậy hả? À, sao? Ông nói tên gì? Ông đây là quan đốc phủ sứ tên Thiên. Bộn điếc hả? Tên Thiên là cái tên mà tôi thù ghét nhất. Trời đất ơi, ăn nói giọng vô duyên quá vậy. Đồ vô duyên. Mày tên là Thiên hả? À, Thiên là trời đó, chứ không phải Thiên là ngàn đâu. Mày tên Thiên phải không? Trời ơi, vô duyên không à. Cách đây 20 năm, ông có làm thơ ký cho ông Quận ở Trà Cú phải không? Cái đó thì... Thôi cậu à, bây giờ còn nhiều việc khác cần kíp hơn. Đây, cậu cầm số tiền này để lo an táng cho má của em Thùy Hương đi. Nếu còn thiếu, cháu sẽ đưa thêm. Dạ,
cảm ơn bác sĩ. Và tôi cũng xin lỗi bác sĩ đã nông lòng, chị. Dạ, không có chi. Dạ xin cậu đừng bận tâm đến việc đó nữa. Cậu lo việc tận liệm giùm ngay đi. Này, đem cái thây ma đó xuống nhà xe đi, hay là nhà bếp gì đó đi, chứ đừng cho họ để trong phòng mạch nữa. Dạ không sao đâu chú à. Nè, xin nhờ mấy anh phụ một tay nha. Tôi lo xong cái việc này rồi, tôi sẽ nói chuyện với ông. Má, má ơi, hãy trả má lại cho tôi, hãy trả má lại cho tôi. Cậu Năm đã đem bác lo an táng rồi, Thùy Hương ơi. Vậy là má tôi đã chết rồi, má tôi đã chết rồi. Má, vậy là con đã giết má rồi, má ơi. Má, má ơi, má tha tôi cho con, tại người ta khinh rẻ con. Tôi không phải là con lai, tôi không phải là con lai, tôi là gái Việt mà, tôi là gái Việt mà. Chúng bay đứng đây có đứa nào lai không? Dạ nó là con lai. Hãy theo tao trở về bên Tây, đi máy bay nhanh chóng, không sống cũng chẳng sai, mà lại có chồng ngay. Sao nếu tôi? Ủa, thằng kia mày chưa có vợ, mày cưới tao đừng sợ tao lai. Muốn ăn dao ba già với ba trận vì để ta hai mà ăn trắng vậy. Thùy Hương ơi, sao em lại đến nỗi này? Cháu, cháu ơi, cho cô mượn cây. Trời ơi, mưa gió mình ngủ điên đồ mà. Tôi che dù cho mẹ đi mưa. Các con ơi, nè các con à, các con ơi, già trắng già vàng, hãy lên cả thiên đàng, khỏi bẻ bàn gì phải rẻ chia. Nè tụi bay ơi, coi tao múa này nghe. Chắc chắc chùm, trời ơi, thôi mà, ở nó mà múa nữa. Trời ơi, nó nổi cơn điên đó. Tâm, Hương ơi, ngốc nó lại đi. Hương ơi, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi em. Buông ta ra, buông ta ra. Thùy Hương, Thùy Hương, đừng chạy. Thùy Hương, đứng lại. Tâm, đứng lại đó. Chú ơi, Thùy Hương, chạy đó. Anh Tâm, anh có thể quên những người còn lại hay sao? Anh Tâm ơi, anh Tâm, Tâm ơi, em đã yêu anh từ mấy lâu nay với mối tình thầm. Như anh thấy lòng anh xao xuyến lúc gần em, thế nên em vẫn đợi, vẫn chờ và lưu. Nhưng sao anh lại dứt mối tơ duyên, cho thuyền tình tách bến sang ngang chia rẽ đôi bờ. Tâm ơi, chúng ta phải đâu là tình tam duyên hơn, mà đã có cha mẹ đôi bên tính nước từ thuở bé, mà lại rỡ ràng hồ đôi muôn đắng. Còn người ta gia thế của xa chi, sanh lại còn thua một đứa nô tỳ, sao anh lại chọn? Giờ đây nó lại trở thành điên loạn, không lẽ anh định rước về làm bà bác sĩ cho thiên hạ chê cười? Dầu nó không điên, tao cũng không bao giờ chấp nhận con lai. Chú quyết định cưới Thúy Lan cho cháu đó. Chú quyết định thì chú cưới đi, còn cháu thì không. Anh Tâm, Tâm, con nỡ nói với chú như vậy sao? Tâm ơi, lẽ nào cháu quên ba cháu đã bị Tây bắn chết, còn thím của cháu thì bị bọn chúng hãm hiếp đến lúc tàn hơi. Thù bọn chúng không hận đến trời cao, lẽ nào giờ đây lại kết thân với bọn chúng, thì mặt mũi đâu chú nhìn là
lại tốn tiếng mình. Nhưng quan có đầu nợ có chủ, chuyện ngày xưa sao lại đổ tội cho đám trẻ ngày nay. Tuy hương như cánh hoa giữa dòng nước lũ sóng dập gió dội, con thật chẳng đành tâm. Xin phép chú con đi. Anh Tâm, anh Tâm, đợi em với. Tâm, Tâm, đứng lại. Không có khóa, vào đi. Chào ông. Trời ơi, lại gặp cái thằng cha này nữa. Nè, ngồi đó chơi ngang, tôi không có rảnh. Khoan, ông hãy ở lại đó, tôi có chuyện muốn nói với ông đây. Nhưng mà tôi không có chuyện gì để nói với chú hết á. Tôi muốn nhờ ông tiếp tay để lôi cái thằng Thiên Sở Khanh chuyện giả của 20 năm về trước ra ngoài ánh sáng. Nè, 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 chú đừng mượn cớ mà chửi rủa cái thằng cha nào đó nha, để mà lôi cái tên thiên của tôi ra mà bôi lọ này, không được đâu nha. Không, không, tôi không cần mượn cớ gì hết, mà tôi nói thẳng với ông đây. Nói gì? Tôi muốn nhắc lại cho ông nhớ hồi 20 năm về trước, ở quận Trà Cú có một chuyện tình mà giai chánh là thầy thơ ký quận tên Thiên, sống độc thân và tánh nết rất dịu hiền. Nhiều cô gái ngây thơ đã yêu thầm thương trọn, nhưng thầy Thiên chỉ để ý có một người, đó là cô Trâm. Vừa đến tuổi dậy thì và họ trộm lịch gia đình lén lút để yêu nhau. Họ hứa hẹn trăm năm tính thành chồng vợ, thì bỗng nhiên thầy Thiên trốn biệt dạng biệt tình. Đó là tại vợ thấy ôm con đi tìm, thầy đưa vợ con đi liền để đừng đụng độ với cô Trâm. Rồi thầy quyết tâm dàn xếp, và đến khi vợ lớn bằng lòng, thầy vội trở về Trà Cú tìm cô Trâm, thì cô đã đi không biết ở phương nào. Chị Trâm đi vì bị xóm làng khinh miệt, nhưng lòng vẫn không quên được kẻ bạn tình. Chị lấy họ người yêu làm tên của mình, và từ đó chị trở thành vị lý ở của chị. Hả? Chú nói sao? Người đàn bà chết kia là bà Lý, tức chị Trâm ở Trà Cú đó. Hả? Còn thầy Ký Thiên là... Là tôi đây. Hả? Là ông. Mày... Trâm, Trâm ơi, tôi đâu có ngờ chuyện của tôi làm gieo lụy cả đời em. Vì tôi mà phải gian lan đời qua tan tác giữa chừng, em khổ đau đến tận quan mồ. Giờ đây làm sao để chuộc lỗi lầm, dẫu sao tay đã những chàm. Chị tôi đã văng số rồi, con linh còn ở trên đời, đau khổ đến cuồng điên. Trâm ơi, một phút lỗi lầm thời trai trẻ anh đã giết chết đời em. Nay có ăn năn thì đã lỡ cả cuộc đời, gian khổ em đã vùi chôn xuống tận một mảnh hồng quang đáng nguyền của kẻ tội đồ. Anh phải bù đắp sau đây cho rơi lòng hận quang, cho tâm nào em nhẹ nhàng trong cõi u minh. Chị tôi suốt một cuộc đời chỉ sống cho con, nếu anh thật tâm ăn năn hối cải, xin hãy bỏ qua thù xưa hận thù, tác hợp cho con linh cùng với bác sĩ Tâm nên vợ nên chồng.
Tôi thấy chỉ có điều đó, qua mai con Linh nó mới có cơ hội hồi tỉnh. Và chị tôi ở Suối Vàng sẽ thăm tạ ơn anh. Vâng, chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi rất mong anh sẽ suy nghĩ lại. Thôi, tôi về. Chào anh. Không ngờ, không ngờ lại có nghịch cảnh đau thương này. Kìa, bác sĩ. Dạ, chào cậu Năm. Tôi đi thăm con Linh. Còn bác sĩ đi đâu vậy? Cháu cũng không biết đi đâu nữa. Trời, đi mà không biết đi đâu. Có phải bác sĩ đang lo lắng về cái cuộc hôn nhân với cô Thúy Lan không? Việc đó cũng có một phần. Vì chú cũng như cha, ông bà đi lễ lộc với bên đó rồi. Cháu không biết làm sao cho phải. Còn Thùy Hương, bác sĩ đừng suy nghĩ chi cho hao mòn tâm trí. Xa gì chút tình nhỏ mọn của cô gái đi. Số kiếp như là cành hoa trước gió, sắp rụng tàn và bị người từ bỏ. Có xa gì cho bác sĩ miếng lương. Cậu Năm à, cậu có biết đâu đối với Hương chào đã nặng tình, cháu đã đắp xây cùng cô bao mộng ước. Nhưng cháu đâu ngờ biến cô sai xa. Từ ấy đến nay càng muốn quên nhưng không thể nào. Những cô Thúy Lan có quyền quý và địa vị, đối với gia đình thật hổ đôi môn đăng. Lòng trao rối riêng không suy tính được, một kẻ thác quan còn một kẻ điên cuồng. Sao có thể an tâm mà vui hướng một mình. Tôi không ngờ bác sĩ cũng có lòng dạ thiện lương như vậy. Cậu Năm à, cậu ấy hình dung trước mặt là hành lang của dãy nhà thương điên lạnh lẽo. Nàng là hiện thân của đau khổ tả tơi, mất hết tinh anh, môi đã rụng nụ cười, thì thỉnh thoảng lại nói lên những lời vô ý thức. Bác sĩ có đến thăm nó? Phải, cháu đã đến thăm nàng. Xin lén nàng khi cười khi khóc mà cháu rưng rưng nước mắt. Rồi cháu tự hỏi gì đâu mà kiếp qua phải lăn lóc giữa nơi này. Có phải vì môn đăng hộ đối mà cháu dâng phụ bạn chung tình? Thùy Hương giờ không còn người thân thuộc giữa chợ đời, chỉ còn có cậu là cất rượu bà con
cô ấy vì cháu mà đoạn lìa máu tử để rồi phải rước vào mình mổ hầu quá đau thương. Những cô Thúy Lan cũng là phải yêu bác sĩ, không sợ Thúy Lan rồi sẽ buồn điên. Nhưng cô gái nhà giàu như cô ấy chỉ có mất tiền họ mới điên thôi. Chẳng lẽ bác sĩ chẳng có tình ý gì với Thúy Lan sao? Cậu Năm không hiểu là cháu đã yêu Thùy Hương từ buổi ban đầu và đã nguyện cùng nhau vẹn lời son sắt. Tình yêu ấy đã sâu đắm thiết tha như đã yêu nhau từ muôn kiếp trước. Biết bao nhiêu mong lòng xây đắp cho đến ngày tham tràn xảy ra. Chú Năm ơi, cháu không hề có ý phụ Thùy Hương, cũng không có ý phân biệt màu da chủng tộc. Nhưng cháu không dám cãi lời chú dạy, cho nên cháu phải đành nhìn người yêu điên loạn mà lòng cháu như giò xé tơi bời. Tôi cũng mong lòng yêu chân thật của bác sĩ sẽ cảm hóa được ông phụ. Nhưng theo tôi thì từ lúc chị tôi chết, ông ấy đã có thay đổi rồi. Cháu cũng mong như vậy. À, thì dường như có người đến. Cháu qua đây một lát nha chú. À, tôi đi mua đồ ăn tẩm bổ cho nó. Cô ơi cô, họ đã đi hết cả rồi cô ơi. Đi hết rồi? Dạ, phải diệt trừ kẻ tình địch kia mới được. Thưa cô, nó đã điên thì đâu có gì mà là đối thủ của cô đâu mà cô sợ. Điên, điên nhưng mà ông bác sĩ còn yêu thương nó. Không được. Phải dập tắt. Dập tắt. Tạt nước. Phải rồi, Bảy à. Dạ. Cô sẽ cho em một số tiền to. Em giúp cô làm việc này nha. Dạ, việc gì vậy cô? Dập tắt lửa. Vì sắc đẹp của nó là ngọn lửa sắp làm mềm lòng ông bác sĩ và đang thiêu đốt ruột gan ta. Cô ơi, nhưng mà em biết phải làm sao bây giờ? Cô muốn em phải phá hủy nhan sắc nó đi, vì nó là tình địch của cô, dẫu tốn hao bao nhiêu cô cũng chẳng màng. Trời ơi cô ơi, em không có dám làm việc đó. Lỡ có gì phải tù tội như chơi. Mấy cô bảo đảm cho em mà. Cái dao này em để trong lặng qua, trên phủ hoa hồng ai có biết đâu. Em hãy chờ khi trong lúc không người, em chép vào mặt nó, thế là xong ngay. Cô ơi, nhưng mà làm sao mà em vào cho được? Cô sẽ xin phép cho em vào, rồi em cứ thi hành xong việc. Trong lúc lộn xộn em phải lẩn trốn ngay đi. Cô sẽ thưởng cho em 100.000 đồng. Tha hồ mà sắm vòng vàng đeo đỏ cả tay. Nè, cầm trước 5.000. Cô ơi, nếu mà con được một số tiền to tát thì lại mất đi cái âm đức của ông cha. Cô biểu sắm vàng đeo đỏ cả tay, nhưng mà con không có chắc. Biết đâu vàng chưa đỏ tay thì chiếc còng bằng thép của cảnh sát nó đã khóa chặt cái tay con mà kéo đi vào khám rồi. Bảy. Dạ. Điều ấy thì an tâm đi. Em quên là ông lớn nhà là bạn thân của các quan to sao? Dạ nhưng mà thưa cô, dạ cầm em đi. Dạ, cầm. Dạ, dạ, dạ thôi thì em cũng ráng làm theo cô vậy. À kìa, hai cô cháu đi đâu đây hả? Dạ dạ thưa bác. Dạ con khổ quá bác ơi. Sao vậy hả? Dạ thưa ông, chỉ tại cái ông bác sĩ Tâm đó. Thằng Tâm? Thằng Tâm nó làm sao hả? Dạ thưa bác, giờ cháu thấy anh Tâm anh đi thăm con Lai Điền. Anh mới vừa vô trong ấy đó bác à. Thôi để bác vào trong kêu nó ha. Bác, bọn chúng đông lắm, bác nên cẩn thận á. Bác đứng đây một lát sẽ gặp ảnh ra hà. Bây giờ tụi con ra ngoài nghe bác. Tao nói tao không có phải là con Lai. Tao làm tao là con Lai mà. Thiệt là tội nghiệp nó quá. Nè, con ngồi xuống đây đi. Con có biết bác không con? Không.
Ủa mà không biết. Tội nghiệp, con sanh sao gầy ốm quá, tại bác cố chấp mà đến nông nỗi này. Má. Phải, má của con đã được mồ yên mã đẹp rồi, chỉ tội nghiệp cho những người còn lại. Con ơi, thà như con lãng tri ngẩn ngơ mà lòng ơi, con cứ thành vật mấy đôi màu rồi tất cả tối tăm, thương thân con dậm chân đi khắp nẻo đường. Mẹ hiền đâu, cha của con đâu, con đã mất rồi như mất tất cả tương lai. Cả khoảng đường dài con biết làm gì để sống cho qua những chuỗi ngày đen tối âm u. Đầu ngô, việc gì lại khóc cho nó hao nước mắt như vậy? Cho nó ốm người đi. Nè, lại nói cho nghe nè, thấy buồn á thì mày cứ vô đây, mày đừng sợ người ta nói mày là khác dòng khác giống. Nè, tao nói cho em biết nha, ở đây không có phân biệt da đen, da trắng, da vàng, da xanh, da đỏ gì hết á. Đứa nào á cũng được tắm sạch sẽ nè, chích thuốc cho khỏe ha, ăn uống củ phê, ngủ cho mát mẻ. Trời ơi, tại mày ngu mày không có chịu vô đây, mày đáng mày chịu. Trời ơi, ở đó cằn nhằn gì nữa. Mày đừng cằn nhằn gì hết trơn á, đừng có buồn, đừng khóc. Mày khóc chi vậy? Mày khóc rồi tao á, đi làm cho tao mũi lòng rồi tao cũng khóc teo nữa. Thôi nín đi, đừng khóc nữa nha. Con ơi, giờ đây nếu bác không biết thương con thì cũng chẳng còn ai để cho bác thương nữa. Bác gian dài giống hồn má con, hộ hộ cho bác và con vượt qua khỏi cơn sóng gió. Phải rồi, ở đây tụi mình là con ghẻ, tuy là hiền lành nhưng mà mẹ không có thương. Mẹ lại thương những người con ruột ác ôn á, nó chỉ gả mẹ lấy chồng để đi ăn đám cưới đó. Con à, con ráng bình tâm đi, đừng suy nghĩ gì nữa cho mau lành bệnh. Thế nào rồi, bác cũng lo cho con, bác đi nha con. Không biết mình có nên rạch mặt người ta không? Sao? Không thể được. Cô ơi cô, con sợ quá, con không dám đâu cô ơi. Trời ơi, mày không nên thân gì hết á. Nhưng mà em sợ quá à. Mày không hết lòng với tao, tao giết mày. Mà ba má mày cũng coi chừng tao đó. Nè, thử vô để con dao này vào tay con điên nữa. Đi đi, dạ. Mau. Thôi kệ nó, mình làm đại đi. Mình đặt con dao vào đây được, không ai biết mình đâu ha. Thôi kệ. Có phải đâu tôi ở lòng chung ra. Ê mà không phải, cha của tôi á là đạo Chúa Trời nè, mẹ tôi á theo đạo Thích Ca, mà tôi là sự kết hợp của hai dòng máu chan hòa tình thương đó. Tại sao đồng bào của cha tôi á thấy tôi thì thù oán, mà đồng bào của mẹ tôi á thì thấy tôi chẳng muốn nhìn. Cho đến người yêu của tôi cũng tỏ vẻ ghét khinh, mà tôi đâu có làm gì nên tội. Hả? Cái gì đó? Con dao hả? Dao. À, đâu, để bây giờ ha, mình rạch thử cái tay của mình. Mình rạch thử cái tay của mình coi máu nó chảy ra làm sao ha. Trời ơi, Thùy Hương. Thùy Hương ơi, em phải ngoan ngoãn đưa dao cho anh. Đưa dao đây. Đứng lại, bước tới tao lùi á. Thùy Hương ơi, Tâm nè, Tâm đây nè, Tâm của em nè. Đứng lại, tao biểu đứng lại, không có Tâm gì hết trơn á. Tâm của em đây mà, anh với em không phải là thù nghịch, thì lý đâu em lại nỡ hại anh. Đưa dao cho anh đi em, đưa dao đây. Không phải thù nghịch đó. Ông đây. Được. Khoan, dạ xin ông hãy đứng lại, dạ xin thầy hãy đứng lại. Đứng lại làm gì, theo đi về ngay. Không, tôi không theo một người ác độc như cô nữa đâu. Câm miệng. Tao sẽ bỏ tù mày bây giờ. À, cô đánh tôi hả? Cô bỏ tù tôi hả? Cô bỏ tù tôi cũng nói, vì lương tâm của tôi đã thức tỉnh rồi. Bảy, tôi giết mày. Cô giết tôi cũng nói, tôi nói rồi tôi mới chết.
tôi phải nói rõ cho mọi người biết mưu sâu thâm độc của cô. Không, không, tôi không làm gì cả. Tôi về đây. Khoan, cô đi đâu vội vậy cô ba? Mấy người không được xâm phạm tới tôi vì những lời du khống đó. Cô đang bị tố cáo, hãy đứng lại đây. Còn cô kia, bằng cớ ở đâu? Đây, con dao mà tôi đã luyện trên mặt đất. Và đây là số tiền của kẻ vô lương độc ác muốn tôi làm. Nhưng tôi đã chẳng mang 100.000 bạc béo. Tôi phải tố cáo cô chỉ vì đã vô nhân đạo. Còn gì thấm độc cho bằng âm mưu để giết một người điên. Bảy mày à, thì ra là thế. Vậy số tiền này là của cô Thúy Lan. Nè, ông chớ có nói liều mà mang tay quả vào thân á. Chuyện đâu còn có đó. Chỉ có ông cò mới quyết đoán được đăng đèn. Bọn dân đen như ông đừng có xía vô ở tù quan mạng. Thôi nhận tội đi, kẻo ta buộc lòng phải xử tệ với cô. Ông là người ngoại cuộc, đừng nói vào chuyện của người ta. Cô cũng là người ngoại cuộc sao nhẹ tình duyên của cháu tôi mà can thiệp. Tiền cách kỹ hậu cách nhân, đó là chữ nho của thánh hiền. Tôi cũng biết năm ba chữ, xin đi cô đừng cả chú lấp miệng em. Phải, chỉ có pháp luật mới trừng trị được cô thôi. Ơ kìa, con sắp là cháu dâu của chú mà chú phụ. Thôi đừng có hòng, cô Thúy Lan. Không đời nào tôi cho thằng Tâm cưới con đàn bà ác độc như vậy đâu. Chú. Hừ, làm cô ê mặt quá rồi. Còn con Bảy, con tốt lắm nghe. Về nhà đi, về nhà rồi ông thưởng cho con nha. Xin mời tất cả về bót với tang vật. Cô phải đi theo tôi. Cả mấy người này nữa. Ủa sao lại có liên can cả tôi nữa ông sếp? Lời khai con sẽ giúp thêm cho ông cò làm sáng tỏ vụ án này. Vậy thì tôi đi. Bác sĩ ơi, nếu mà cậu có bị giữ luôn á thì liệu mà tiếp tế thuốc lào cho cậu à nha. Tâm à Tâm, cháu ở đó lo cho con Hương đi. Để chú đi thay cho cháu nha. Dạ, chú đi. Thì Hương em. Nè, thấy không? Máu của tôi nè, máu của tôi nó cũng đỏ như máu của loài người trên trái đất. Vì mà tại sao người yêu của tôi lại xa lắm tôi? Tại sao vậy? Thì Hương ơi, sao em lại hành động thân em đến nỗi này? Để anh băng bó vết thương lại cho em. Kể tôi, ông từ đâu tới? Anh từ quá khứ của tình đầu lạc lòng tìm tới đây cho có bạn với em. Cho có bạn với em hả? Nhưng mà ông là ai? Sao mà trông, sao trông giống như là anh là Tâm của em. Tâm. Là bác sĩ Tâm đây. Tâm. Phải, đúng rồi đó em. Bác sĩ Tâm. Đúng đúng, anh đây nè em. Bác sĩ Tâm. Trời, trời ơi, sao tôi nghe tên của ông mà tim tôi đã nhức nhối. Nó cứ gian dội trong đầu tôi giữa bốn bức tường cao. Tôi đã bị thay tay trải qua bao đêm dài như thế kỷ mà cái tên của ông như những tiếng búa đe chát chua bên tai tôi nè. Em ơi, tên của anh không giống như tiếng búa đe chát chua. Nó dịu hiền như tiếng đập của con tim đang khắc khoải chờ mong người lý tưởng lúc trắng tà khi hồn bướm sắp mơ tiên. Ông nói chuyện với tôi. Phải, anh đang nói chuyện với em đây. Thùy Hương ơi, ôi tiếng yêu thương, ông phải một thiên thần phiêu dưỡng trên cung trời vừa đến cõi trần thăm tôi. Có đôi mắt sao sáng ngời đầy tình người thiết tha nhìn tôi. Thùy Hương ơi, anh là Tâm đi. Nào ngờ khi nhìn qua hồng
xinh xắn, sắc hương ta tàn, lòng anh quá đau thương. Tấm thân đeo nặng gông xiềng mà tương dài biết bao giờ ra. Ông đang thương hại một người điên hay ông đang lặng? Chị Hương ơi, em đã tỉnh lại rồi, đưa tay cho anh băng bó vết thương nha em. Là bác sĩ, ông chỉ băng bó vết thương trên da thịt, ông không thể nào băng bó một vết thương sâu kín tận trong tâm tâm. Nó đã rỉ máu từ khi mẹ tôi quan tang trước nhà của ông. Ôi một vết thương đang tiềm tàng nhức nhối, nó cứ mãi hành hạ tôi, nó cứ mãi hành hạ tôi giữa bốn bức tường cao. Tận đã tàn, trời đã ló dạng ánh bình minh, em sắp lấy lại tự do, còn anh thì đã trưởng thành, không còn cỡ lực nào ngăn cản đôi ta hòa hiệp một gia đình. Trời ơi, tôi lại mơ thấy hai cánh thiên thần hạ xuống. Đâu, trần tục hay thiên tai? Hương ơi, đây là một thế giới vô tương, có những người không cảm nghĩ, không ghét yêu, không phân biệt quê hương. Nếu trên mặt đất khắp nơi đều như thế thì giữa con người không còn sự ghét sự hổ đôi môn đăng, không còn nữa phải tàn theo thành viên đã lỗi thời. Con của em sẽ sinh ra trên đất Việt, nó sẽ mang dòng máu của đôi ta. Em sẽ được nghe tiếng con kêu mẹ, nó sẽ hãnh diện với đời vì có người mẹ hiền đức hạnh đoan trang. Anh Tâm. Hương em. Con. À, cậu. Cậu đây nè. Cậu Năm phải không? Trời ơi phải cậu rồi Năm. Cậu Năm con tỉnh rồi, cậu mừng quá con ơi. Cậu tha thứ cho con, từ nay con sẽ thương cậu, con lo lắng cho cậu, để cho má con đi chín suối được vui lòng. Rồi được rồi, được rồi. Cậu Tâm, tôi đã hiểu cậu. Dạ, cậu vừa ở bót gì hả cậu Năm? Phải, tôi vừa ở bót quận Nhì về. Trời đất ơi, cái ông còn điều tra khéo quá. À cậu Tâm à, ban đầu tôi mới vô tôi ngán quá trời, nhưng mà không sao. Vụ này ông còn xét xử rất là phân minh, Thúy Lan đã nhận hết tội lỗi của mình. Thật là một cô gái gian hoa chưa từng có mà. Thùy Hương, từ trước vì chú cố chấp nên khiến cho bao nghịch cảnh đã xảy ra. Nhưng từ lúc ma con mất đi, chú mới tìm ra chân lý là quán thù không chấm dứt được yêu thương. Này chú đừng đã tác hợp cho hai con để xoa tan thù hận truyền kiếp giữa hai nhà. Con đời con và Tâm sống hạnh phúc bên nhau, một hạnh phúc tầm thường mà trải lắm thương đau. Con đội ơn chú. Con đội ơn chú đã thương tình mà tác hợp cho hai con. Nơi chốn u minh hồn chi
rất vui mừng. Tôi chỉ mong Tâm hiểu tôi không có lòng giống phụ. Là tôi được yên lòng không mi còn nghĩ mơ gì hơn. Vậy mình vào lo thủ tục rước Thùy Hương về. Hai con cứ ở đây nha, để chú và cậu Năm đi lo thủ tục cho ha. Rồi đi, đi. Đi. Hương em, từ nay không còn có mạnh lực nào để cách trở tình ta nữa, phải không em? Anh Tâm ơi, em đang bàng hoàng biết đây sự thật hay là giấc mộng. Em đã tỉnh hay vẫn còn điên mà tâm tư em như sao xuyến quay cuồng. Từ địa ngục em đã lên tầng cõi thiên đàng, hay còn lơ lửng giữa hai bờ sông chết để kêu gào ai sẽ tìm cho mình một hướng đi lên. Em ơi, đây là sự thật, em đã ở bên anh, tay trong tay ôm trọn tình yêu hạnh phúc, một hạnh phúc trong lành như mây buổi sáng, như gió mùa xuân, như trắng đẹp giữa đêm rằm. Anh Tâm, em Thùy Hương. Thùy Hương, em hãy nhìn kìa. Dần trăng ngầm mạnh sương mờ, con sông in bóng bên bờ liều xanh. Rồi đấy em sẽ bên anh, chờ trăng rụng xuống dành nhau nô đùa. Này còn dương vắng lòng tôi, mong đời còn mơ ước đẹp đôi. Anh ta buông xuống rồi, gió chiều ru núi đồi, lòng người luôn bồi hồi. Ngày nào ngồi trên quán đường đê, lời hẹn thề chung lối nào phai. Bóng người xưa trở về, thắm tình câu ước thề, lòng mãi như còn mơ. Bóng người xưa trở về, thắm tình câu ước thề, lòng mãi như